xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, từ sáng nay áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 2 của năm 2024 và có tên gọi quốc tế là Praprirun, gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển và mưa lớn ở đất liền của nước ta. Ở Bắc Bộ đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ sẽ có những nơi mưa to. Trong mưa dông cũng cần phải đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Trong ngày thì trời sẽ có nắng gián đoạn với mức nhiệt toàn miền sẽ phổ biến trong khoảng từ 24 đến 34 độ. Lui xuống Trung Bộ thì ngày mai một dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ sẽ có những nơi mưa to, cần phải đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây sạt lở và lũ quét. Mức nhiệt từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 24 đến 33 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, dao động từ 25 tới 34 độ. Ở các tỉnh thành phía Nam thì mưa rào và dông cục bộ mưa lớn xảy ra về chiều tối, đi kèm theo đó là các hiện tượng như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với các tỉnh thành Tây Nguyên, mức nhiệt là từ 21 đến 29 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của khu vực Nam Bộ, dao động trong khoảng từ 23 đến 33 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Đêm nay, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Đông của khu vực từ Quảng Trị trở vào cho tới Quảng Ngãi và phía Đông của khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh khoảng cấp 6, cấp 7, biển động mạnh. Từ sáng mai, thì vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Tàu thuyền thì cần phải chú ý đảm bảo an toàn. Và như thường lệ thì có bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.